Xin chào các bạn, lại mình đây. Tuy có muộn hơn mọi năm một chút nhưng cuối cùng thì mùa đông đã thật sự đến rồi các bạn ạ. Trời bắt đầu trở lạnh, ra đường ai nấy cũng phải vài lớp áo mới chịu được nhiệt. Và với những người yêu nước hoa như mình thì đây sẽ là một khoảng thời gian tuyệt vời, vì cuối cùng mình cũng thể xịt lên người những mùi hương mà suốt mùa hè vừa rồi đã cất tù. Những mùi hương mà xịt vào những ngày trời nóng thì đúng nghĩa là giải tỏa đám đông luôn, nhưng khi dùng vào những ngày trời lạnh như thế này thì lại cảm thấy ấm áp và dễ chịu lạ thường. Và như các bạn có thể thấy ở tiêu đề video, hôm nay chúng ta sẽ đến với 5 mùi hương mà mình cực kỳ recommend cho những ngày thời tiết mùa đông và không để mất thời gian của mọi người thêm nữa. Here we go. Mở đầu cho danh sách ngày hôm nay sẽ là một chai nước hoa cho việc hẹn hò. Và chai nước hoa mình muốn nhắc tới đó chính là By The Fireplace của nhà Maison Margiela. Chai nước hoa này thì sẽ có chủ đạo là hạt dẻ, vani và gỗ. Cái điều đầu tiên phải nhắc tới đó chính là hạt dẻ trong By The Fireplace. Nó là một cái vị hạt dẻ ngửi rất chân thực, giống như việc các bạn đang đi qua một hàng bán hạt dẻ nướng trong những ngày thời tiết mùa đông ấy, nó rất giống như vậy luôn. Bên cạnh hạt dẻ chúng ta sẽ có thêm vani. Ở chai nước hoa này thì vani được làm theo hướng ngọt vừa phải chứ sẽ không bị quá dày, ngửi sẽ thấy hơi bột bột, khô và đằm. Làm nền cho hạt dẻ ở đây sẽ là gỗ, một cảm giác mùi gỗ khét nhẹ, hơi khói nhưng theo hướng chiều mũi chứ không hề khó chịu một chút nào nha. Với cá nhân mình thì đây là một chai nước hoa mang lại một cảm giác ấm áp, dễ chịu, có chiều sâu. Nó rất giống với cái việc mà các bạn đang ngồi cạnh những người yêu thương trong cái dịp cuối năm, quây quần bên đống lửa, ngồi ăn hạt dẻ nướng này, có một chút mùi béo ngậy của các loại bánh kẹo, xong rồi một chút khét của khói, khét nhẹ thôi, và tiếng củi cháy kêu tí tách nữa, cảm giác mọi thứ nó rất là ấm cúng. Và khi mà nhắc tới Maison Margiela, mọi người sẽ biết rằng Jazz Club sẽ là một mùi hương chiều mũi số đông nhất, đúng không nào? Tuy nhiên với mình, một mùi hương thật sự hay, đặc biệt và làm đúng concept với cái tên gọi của nó thì By The Fireplace mới là chai nước hoa mình đánh giá cao nhất của chai nước hoa này. Và bản thân mình nhận thấy rằng trong những năm trở lại đây thì các bạn trẻ đang có xu hướng tìm tới những quán pub nhiều hơn là những quán bar, nơi mà không gian không quá rộng, nhạc không quá sập sình, cảm giác mọi thứ như nó bình yên và nó sâu lắng hơn rất là nhiều, nơi mà hai người có thể dễ dàng trò chuyện tâm sự hơn, hay chỉ đơn giản là đi ăn một bữa tối nhẹ nhàng hay là đi cà phê xem phim với nhau, thì đây sẽ là chai nước hoa mình rất recommend các bạn dùng trong những ngày trở lại như thế này để hẹn hò nha. Rồi, xong hẹn hò riêng tư, bây giờ chúng ta sẽ tới một chai nước hoa có thể dùng cho những nơi sôi động, náo nhiệt và cần một sự nổi bật hơn nhá. Nếu như trước đây mỗi khi nhắc tới nước hoa để đi bar, đi tiệc thì mọi người sẽ ngay lập tức nghĩ tới Ultra Male, đúng không? Tuy nhiên, trên thực tế sau khi tiếp xúc với nhiều người thì mình nhận thấy rằng có nhiều người cho rằng Ultra Male có phần nó hơi ngọt quá, nó mang lại cảm giác hơi điệu, hơi đĩ một chút. Và nếu các bạn có cùng quan điểm như vậy và đang cần một chai nước hoa cũng nổi bật không kém cạnh gì nhưng phải nam tính hơn thì gợi ý của mình sẽ là Spice Bomb phiên bản Extreme. Với chai nước hoa này thì nó đơn giản là phiên bản gốc, thêm vào đó là rất nhiều vanilla. Do vậy chúng ta sẽ có một mùi hương với chủ điểm là vani, gia vị và thuốc lá. Trên thực tế thì với mình ở chai nước hoa này vanilla lên khá là nhiều, khá là dày, và có lẽ vani là nhân vật chính trong chai nước hoa này luôn ấy. Một mùi hương ngọt rất dày, bám tỏa tốt, chiều mũi tới từ vani, xen vào đó là sự nam tính của nốt hương quế, tiêu và thuốc lá, chứ sẽ không bị kiểu điệu đà như là Ultra Male. Với khẩu vị của cá nhân mình thì có lẽ sẽ tuyệt vời hơn nếu như thuốc lá trong chai nước hoa này nó dày hơn vài phần. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, nếu như vậy thì có lẽ là chai nước hoa này nó sẽ không nổi bật và sẽ không tỏa mạnh như thế này nữa, đúng không nào? Chính vì vậy nên mình cũng khá hài lòng với phiên bản Extreme này rồi. Tóm gọn lại thì nếu như các bạn đang cần một mùi hương để xịt đi những nơi náo nhiệt, sôi động, đông người như đi bar hay là đi tiệc, muốn bản thân mình thật nổi bật như những gì Ultra Male đang làm được nhưng mà nam tính hơn, bớt điệu đà hơn, thì có lẽ Spice Bomb Extreme sẽ là sự lựa chọn cực kỳ hợp lý. Chưa kể là hình dáng chai trông rất là đẹp nữa, rất phù hợp để trưng bày, đúng không nào? Tiếp theo mình muốn giới thiệu đến cho các bạn hai chai nước hoa mà cá nhân mình cực kỳ yêu thích dùng trong những ngày trời lạnh. Và mặc dù đây là những chai nước hoa designer thôi nhưng mùi hương nó mang lại thì chẳng kém gì niche cả. Đó chính là Sauvage Elixir và Dior Homme Parfum. Đầu tiên chắc là Sauvage Elixir đi ha. Chai nước hoa này thì mình đã có một video review rất chi tiết cách đây khoảng hơn một năm rồi, ngay thời điểm mà nó vừa ra mắt thôi, thì các bạn có thể xem lại ở đây nha. Còn nếu như nói ngắn gọn thì đây sẽ là một mùi hương có một cái DNA khác hẳn với những phiên bản Eau de Solide, Eau de Parfum, Parfum trước đây. Kiểu như các bạn nếu đã quen sử dụng Sauvage với combo Ambrosan cộng với tiêu rồi thì khi mà ngửi sang phiên bản Elixir này thì các bạn sẽ cảm giác như là nó không phải là Sauvage luôn ấy. Ở đây chúng ta sẽ có một mùi hương mở đầu với một cảm giác cay ấm, xen lẫn chút ngọt của tiêu, quế và bạch đậu khấu. Về sau thì thấy oải hương lên rõ cùng với gỗ đàn hương, hoắc hương và amber, tổng thể cho chúng ta một mùi hương theo hướng ấm áp, đầm vị, có chiều sâu, ngửi nam tính và trưởng thành. Và khi mà các bạn trải nghiệm mùi hương này, các bạn sẽ cảm thấy cái sự chuyển biến của mùi hương nó khá là mượt mà, nó hay và nó thú vị, chứ nó sẽ không bị một cảm giác nhàm chán đâu. Bên cạnh đó, khi các bạn ngửi mùi hương này, các bạn cũng sẽ cảm thấy nó có một cái gì đấy nó sang trọng. Nếu như ngửi side by side với những phiên bản Sauvage trước đây thì các bạn sẽ ngửi thấy Sauvage Elixir nó cao cấp hơn hẳn. Còn về độ bám tỏa thì nó tốt không phải bàn luôn. Khi mình xịt mùi hương này lên người thì nó bám mùi tốt, tỏa hương tốt. Chính vì vậy nó đã mang lại
cho mình rất là nhiều lời khen. Và với mình thì chai nước hoa này sẽ đẹp nhất, phù hợp nhất với những anh nào có độ tuổi từ 28-30 trở lên, cần một cái sự trải đời, cần một cái sự trưởng thành thì sẽ phù hợp với chai nước hoa này. Nhưng tin mình đi, một khi mà đã hợp rồi thì sẽ rất khó để có thể thích một người khác. Chai nước hoa tiếp theo chính là Dior Homme Parfum. Thì đây cũng là chai nước hoa xuất hiện trong video gần đây nhất của mình, In The Spotlight tập 2, nói về Dior Homme 2005. Một mùi hương với chủ điểm là diên vĩ, tạo một cảm giác son phấn điệu đà. Nó đã tái định nghĩa về việc nước hoa với cái mark for men, không phải là luôn theo cái hướng cơ bắp khô khan, mà nước hoa cho nam cũng có thể điệu đà, son phấn chẳng kém gì các chị em phụ nữ cả. Sau sự thành công của Dior Homme 2005 thì Dior đã cho ra mắt rất nhiều flankers khác nhau, là các mùi hương xoay quanh nốt hương chủ điểm là diên vĩ. Điển hình nhất và đáng nói đến nhất chính là Dior Homme Intense với combo diên vĩ, bột cacao, hay là Dior Homme Parfum thì sẽ là diên vĩ kết hợp với da thuộc. Với cá nhân mình, khi mà nói tới những chai nước hoa Dior Homme ở thời điểm hiện tại mà các bạn có thể mua được, tức là những chai new seal ấy, thì Dior Homme Parfum có lẽ là đỉnh nhất. Bởi vì có một sự thật là những chai Dior Homme Intense sản xuất trong những năm gần đây ấy thì nó đã nhạt đi khá là nhiều và độ bám tỏa cũng kém hơn nữa. Và cái điều đấy thì làm cho mình và rất nhiều người khác cảm thấy hụt hẫng. Bởi vì với mình, Dior Homme Intense nó là một cái gì đấy rất rất tuyệt vời, đã khen nó không ngớt luôn. Quay trở lại với Dior Homme Parfum thì chai nước hoa này đã có một thời gian out of stock khá là lâu, phải tính bằng năm cơ. Chính điều đó đã khiến cho dân tình kháo nhau rằng chai nước hoa này đã ngừng sản xuất. Tuy nhiên khá bất ngờ thì hiện nay chúng ta đã có thể mua được chai nước hoa này rồi. Tuy nhiên với dạng dung tích là 100ml chứ không còn là 75ml như trước đây nữa. Với mình thì đây là một tin cực kỳ vui, bởi vì như mình đã nói, Dior Homme Parfum sẽ là chai nước hoa đỉnh nhất ở thời điểm hiện tại các bạn có thể mua được. Và khi mà các bạn xịt mùi hương này ra thì các bạn sẽ cảm thấy nó lên khá là nhiều phấn, dễ dàng khiến chúng ta liên tưởng tới phiên bản Dior Homme 2005. Phấn ở đây đi kèm với da thuộc, một cái vai son phấn điệu đà đã được da thuộc ghìm lại cho chúng ta một mùi hương nam tính hơn so với phiên bản 2005, nhưng nó vẫn giữ được cái nét phấn phấn như vậy. Càng về cuối chúng ta sẽ càng thấy mùi gỗ đàn hương lên rõ, phấn dịu bớt đi, nét về một bên, da thuộc cũng bớt dày, trở nên ngọt nhẹ. Tổng thể nó là một mùi hương ngửi cực kỳ tuyệt vời trong những ngày trời lạnh. Chính vì vậy, những ai đang tìm kiếm một mùi hương có phần điệu đà, son phấn một chút, trải chuốt một chút thì Dior Homme Parfum sẽ là một sự lựa chọn khiến cho các bạn cảm thấy cực kỳ hài lòng, tin mình đi. Và chai nước hoa cuối cùng của ngày hôm nay, Chanel Allure Homme Sport phiên bản Extreme. Mình biết rằng có nhiều người bất ngờ khi mình dơ chai nước hoa này lên, đúng không nào? Tuy nhiên tin mình đi, mình biết rằng ở đây có rất nhiều người chỉ có nhu cầu thơm tho ở mức độ cơ bản thôi, tức là chỉ cần một mùi hương có thể đáp ứng được mọi nhu cầu đi học, đi làm, đi chơi, đi hẹn hò vân vân và mây mây. Và sau khi suy nghĩ đắn đo rất lâu, mình nghĩ rằng rất khó có chai nước hoa nào đa dụng và dễ dùng cho mùa đông giống như là Allure Homme Sport Extreme. Ở chai nước hoa này, khi mà vừa mới xịt ra, các bạn sẽ cảm nhận được rõ hai thứ, đó chính là cam, ngửi ngọt, cùng với đó là bạc hà, ngửi khá là fresh. Một cái mở đầu mà cá nhân mình thấy rằng có thể hạ gục bất kỳ khách hàng nào ngay lần đầu tiên tiếp xúc với chai nước hoa này. Khi mà nghe tới cam xong rồi lại bạc hà, mọi người sẽ nghĩ rằng ô sao giống nước hoa mùa hè thế, đúng không? Tuy nhiên rất nhanh thôi, sau đó đậu tôn ca và tiêu lên khá là rõ và ngay lập tức trở thành nhân vật chính của chai nước hoa này luôn. Mùi hương lúc này nó sẽ chuyển về một cái trạng thái ngửi cay của tiêu và ngọt dày, hơi ngậy ngậy béo béo của đậu tôn ca, pha một chút vanilla nữa. Tổng thể thì mọi thứ trong chai nước hoa này được blend một cách rất mượt mà, nó đúng với phong cách của Chanel luôn. Cảm giác nó đơn giản nhưng rất hiệu quả, không cầu kỳ phức tạp hoa lá cành gì cả. Nó cho chúng ta một mùi hương nam tính, lịch sự, chỉn chu, ngửi cảm giác khá là dễ chịu trong những ngày trời lạnh như thế này. Và có thể nhiều bạn ở đây tiếp xúc với nước hoa khá là muộn nên không biết, trước cái tầm cách đây tầm 7 năm gì đó thì chai nước hoa này nó iconic đến cái mức mà mỗi khi nhắc tới những chai nước hoa của những anh đẹp dai này đi SH nhập nhà phố cổ thì nó auto sẽ là Chanel Allure Homme Sport Extreme, mà hồi đấy người ta hay gọi là alu bạc ấy. Và khi mà mình nói tới đây thì sẽ nhiều người cho rằng chai nước hoa này cũ rồi, ai còn dùng nữa, lỗi thời rồi các thứ, đúng không? Tuy nhiên mình lại nghĩ khác, bởi vì như mình đã nói từ đầu, chai nước hoa cuối cùng ngày hôm nay mình muốn nó phải là một chai nước hoa thật đa dụng, thật dễ dùng để có thể đáp ứng được nhu cầu cơ bản của những người chỉ muốn một chai all in one thôi, tức là một chai có thể đáp ứng cho mọi tác vụ, mọi nhu cầu của họ trong tiết trời mùa đông. Cho nên với những anh em nào đang tìm kiếm một mùi hương duy nhất để có thể phục vụ cho việc đi làm, đi chơi, đi hẹn hò vân vân và mây mây thì Allure Homme Sport phiên bản Extreme vẫn luôn là một sự lựa chọn cực kỳ tốt. Thì vừa rồi là 5 mùi hương cực kỳ chất lượng mà mình recommend các bạn sử dụng cho tiết trời lạnh. 5 mùi hương sẽ là 5 chàng trai khác nhau, 5 phong cách khác nhau. Trải chuốt có, điệu đà có này, nổi bật giữa đám đông có này, trưởng thành nam tính có này, hay là đa dụng cũng có này. Thì các bạn có thể lựa xem đâu là chai nước hoa phù hợp với mình nhá. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình ngày hôm nay. Mọi người đừng quên bấm nút đăng ký, bên cạnh có quả chuông bấm nút để không bỏ lỡ bất cứ video nào của mình. Còn bây giờ thì bye bye.